Kính thưa ban giám đốc Trạm Dừng nghỉ Hoa Hồi Xứ Lạng, kính thưa ông Nguyễn Duy Chiến, báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn, người kết nối các câu lạc bộ đàn tính dân ca đến giao lưu tại Trạm Hoa Hồi. Kính thưa ông Hoàng Chiến, chủ kênh YouTube Hương Sắc Sắc Lạng, đồng hành cùng báo Tiền Phong trong các chương trình văn hóa dân tộc tại Trạm Dừng nghỉ Hoa Hồi. Kính thưa toàn thể các quý khách thập phương, để góp phần giữ gìn và bảo tồn nét văn hóa dân tộc, hôm nay chúng tôi đồng hành cùng công ty Hoa Hồi Xứ Lạng đặt tại xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình giao lưu hát then đàn tính và hát dân ca phục vụ quý khách gần xa. Kính thưa toàn thể các quý khách, Trạm Hương Hồi là nơi dừng chân lý tưởng của các quý khách sau những ngày tham quan nghỉ mát tại xứ Lạng. Ở nơi đây, quý khách sẽ đến và được nghỉ, đồng thời được chiêm ngưỡng những sản phẩm của quê hương xứ Lạng, đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm đà bản sắc quê hương, đó là món thịt lợn quay, vịt quay, bánh ngải, bánh thảo và rất nhiều món ăn khác. Đặc biệt, các quý khách đến đây được đắm mình và những làn điệu dân ca đàn tính của các chàng trai cô gái dân tộc Tày, và đồng thời được tham gia vào cùng giao lưu múa trầu với các câu lạc bộ hát then đàn tính. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời các quý khách cùng hướng lên sân khấu và chúng ta cùng đến với Chi Lăng. Vâng, khi đến với Chi Lăng, hai bên đường quốc lộ bạt ngàn là na xanh, na của Chi Lăng không những được xuất khẩu trong các tỉnh mà còn được xuất khẩu ra quốc tế, và na là kinh tế mũi nhọn của người dân Chi Lăng. Vâng, trong một sáng tác, tác giả đã viết mùa na Chi Lăng, sáng tác Hoàng Văn Tiệp, biểu diễn câu lạc bộ đàn tính hát then làng Đàn, xã Hòa Bình. Sau đây xin mời các quý vị cùng hướng lên sân khấu và thưởng thức tiết mục này. Về xứ Lạng quê em về Chi Lăng.
hội chợ na rừng thơ đứng đứng đông bánh đông mò mông khách đến khi tình đang rầm rộ ai na khách tận hàng ngày đến tấm tấm ơi Vâng, xin một tràng pháo tay để cổ vũ cho câu lạc bộ.